cảm ơn các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Joy Shop. Thì hôm nay shop đang tiến hành lên thùng cho anh khách đi future. Đời đầu nha các bạn, đây là future 1. Thì cái future này sẽ sử dụng cái loại cản MV. Thì cái cản này tuy là cản MV nhưng mà những cái điểm mà để bắt vào nó cũng không khác gì cản HRV nha các bạn. Thì nó sẽ bắt vào hai vị trí, đó là ngay cái phuộc và ở cái sườn phía sau, rất là chắc chắn. Thì cái vị trí bắt này thì mình có thể gắn thùng rất là chắc, không có sợ bị ảnh hưởng tới sườn nha các bạn. Thì cái cản này hiện tại giá của nó là 280k nha các bạn. Thì miễn phí, bên mình sẽ miễn phí không gấp ráp. Cái cản này nó thiết kế riêng cho future 1 và quay alpha nha các bạn, đời đầu. Thì anh khách này từ Biên Hòa tin tưởng chạy xuống ủng hộ Joy Shop. Thì mỗi cái thùng sẽ đi kèm với cái đế này. Thì cái đế này mình sẽ bắt cố định vào cái ba ga, còn thùng này mình có thể gắn vào hoặc là tháo ra, thì tùy thích. Và anh khách anh chọn cái mẫu thùng là B32N. Thì cái mẫu này giá hiện tại của nó là 1.280k nha các bạn. Và dung tích của nó là 32 lít. Và nó sử dụng loại khóa B. Thì cái khóa này là khóa hiện đại nhất của VV. Thì cái khóa này các bạn chỉ cần đóng nắp thùng xuống và đè mạnh xuống là nó sẽ khóa lại. Và các bạn dặn khóa đứng lại thì lấy ra. Thì một lúc này nó sẽ vô hiệu hóa là mở nắp thùng và mở đế thùng luôn. Mình không thể nhấc thùng ra khỏi xe và cũng không mở nắp thùng ra được, trừ khi nào bạn rút chìa khóa vào và nhận khóa ngang thì mới có thể thao tác được mở nắp thùng và mở thùng ra khỏi đế. Rất là an toàn và tiện lợi. Thì mỗi cái thùng sẽ có hai cái chìa khóa đi kèm. Và thùng thiết kế chống mưa luôn nha các bạn. Mình có thể đi mưa mà không sợ bị ướt đồ. Chất liệu thùng mình làm từ nhựa BB. Nhựa này là từ Malaysia nha các bạn. Được hãng EV khai thác từ Malaysia. Có độ bền, dẻo theo 5 tháng và chống phai màu rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng 9 đến 10 năm. Mà cái độ xuống màu của nó thì không có đáng bao nhiêu nha các bạn, không đáng kể. Và ở shop thì có sẵn rất là nhiều mẫu thùng VV chính hãng với nhiều thiết kế, mẫu mã và form thùng khác nhau. Tùy theo các bạn thích form tròn, form vuông và kích cỡ. Thì các bạn chọn mẫu nào thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp vào xe cho các bạn. Và ngoài ra thì shop còn có các mẫu thùng hông cho các bạn nào muốn lên thêm hai thùng hông nữa. Và các sản phẩm áo đi mưa, bao lô đi mưa của VV chính hãng. Và các sản phẩm mũ bảo hiểm 3/4 full face của nhiều thương hiệu như là KT, Bulldog, VV. Và bên mình có thêm mũ xe đạp Hop nữa nha các bạn. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo hoặc có thể nhắn tin qua số điện thoại shop có để ở phần mô tả để shop tư vấn hỗ trợ ship hàng đi toàn quốc cho các bạn. Shop cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.